Đây là vườn hồng Tư Thắng nha. Vườn này thì các bạn muốn đi đến khu vườn này thì ngoài đường Hoa San Nhiên thì chúng ta sẽ đi thẳng vào, sau đó thì nhìn phía bên trái các bạn thấy các bạn tên là vườn hồng Tư Thắng nha. Vườn hồng của Tư Thắng này, của anh Thắng là chuyên sưu tầm những cái giống hồng ngoại không các bạn. Hồng ngoại mà cây nào cây nấy, gọi là cây cổ thụ. Đây, có số điện thoại ha, có địa chỉ ha, các bạn có nhu cầu thì cứ liên hệ. Vườn anh Thắng này hiện cũng có rất là nhiều hồng, rất là nhiều bông hồng, nhiều giống khác nhau. Đa số là anh nhập về rồi bắt đầu thuần dưỡng rồi trồng. Hôm nay thì mình có dịp đến làng hoa Sa Đéc thì mình cũng ghé quay số cái hình ảnh ở cái vườn hồng này để giới thiệu đến các bạn ha. Những ai đam mê hoa hồng, thích sưu tầm hoa hồng thì có thể đến đây tham quan, chụp ảnh, tìm hiểu về cái giống hồng này ha các bạn. Như nãy anh Thắng anh giới thiệu đó thì có rất là nhiều giống. Đủ loại hết đó các bạn, cỡ nào cũng có. Này nó khác nè, thấy chưa? Màu này là cái màu gốc hay là cái màu này màu đỏ? Màu đỏ nè, còn màu đỏ gốc à. Là màu đỏ nè. Nè. À, tức là cái cây gốc nó là cái màu này. Nhưng mà trên cùng một thân thì sau đó nó đột xuống cái màu này hả? Nó cái này nó hơi nhợt hơn ha. Màu nó là màu nắng quá quá giờ này nắng nó héo rồi chứ tôi ăn nó rồi. Vườn hồng Tư Thắng. Mở ra coi, đeo khẩu trang nha. Đây là hồng gì? Đó là hồng sắc đột biến ra đó. Hả? Tự cây đột biến nãy đó hả? Ừ. Sao nãy bển nó cành ít qua đây cánh nhiều vậy? Cái này bông bự rồi. Dạ hả? Bông bự quá. Rồi tách ra rồi bên đây nó ra có một màu vậy, nó hai màu luôn. Có mấy cây hai màu nó mới hái bông hết rồi, mới tuốt bông hết trơn, còn mấy cái bông này hái được nhỏ đó. Hái có được đâu à? Đâu hái được. Không nào bông nấy quá bự ha. Hồng này hồng gì anh? Kết lúp hả? Kết lúp hả? Ôi sao này cái này là nó giống nhau hay nó khác nữa kì vậy? Lộ mà sao cái này nó nở ra nó mới đậm màu lên. À nó nở ra là nó tài lè vậy đó hả? Ừ. Cái bông nó bị héo rồi. Ừ. Nắng quá trái tứ trễ đó. Hồng này hồng gì? Pháp không hả? Mấy cây gỗ thôi, mấy cây trong chậu này giờ bán cây cỡ nhiêu anh Thắng? Hơn chục hả? Hơn chục triệu cây, cây này trồng cỡ mấy năm mới bự như vậy ạ? Ừ. Như mấy cây này là mấy năm? 4 năm năm nữa hả? Còn cái hồng hồng thân gỗ này hả gì? Một cốt 3 năm rưỡi mà bự vậy rồi đó hả? Không. Ồ cây này cái hồng đột biến nè các bạn ơi. Mấy cây đột biến này giờ giá trị nó làm sao hả anh Thắng? Nếu giá trị là khoảng nhiêu? Nè cây này là hồng gì?
đó Hải Phòng. Hải Phòng á. Cái bông đó thì ở dưới thì màu hồng nhạt ha. Trên đây thì nó màu đỏ nè, cụm cây nè. Cái này là cái gốc của nó là đỏ hay là gốc của nó đỏ hả? Rồi nó đột biến cái nhánh kia là nó ra màu hồng này ha. Nếu anh cắt cái nhánh đỏ này ra anh trồng thì nó ra màu gì? Màu đỏ không hả? Còn cắt cái nhánh màu hồng. Cái màu hồng luôn, nó có đột lên màu đỏ lại không? Ai biết tại chưa hàng nó không có chín. À. Nó không có giá trị cao ha. Nhưng mà nó đột về cũng tỷ lệ hiếm lắm ha. Vườn của anh Thắng có rất là nhiều cây cổ thụ ha các bạn. Cái cây trong chậu đó cây gì ra bông quá trời vậy? Cái này. Đây nè. Đó, nó là tự nhiên quên mẹ con. Là màu vàng. Nó bông màu đồng. Màu đồng hả? Quá trời nụ nè. Hỏi cây này bao nhiêu năm mà gốc nó bự với mấy 20 năm hả? Cây này giờ nếu bán là giá cỡ nhiêu tháng? Không bán hả? Để giường để chân gì chứ không bán. Ba cây đâu mà mấy cây nè. Ừ. Cái màu đó. Là nó một thứ đó hả? Nhìn khác màu hả? Khác luôn. Có cái màu vàng đó. Quá trời nụ luôn cái này các bạn. Đây. Cây này đó, cây màu đó. Tên gì? Hồng này không? Hả? Hồng này tên là hồng gì anh Thắng? Chết lóc hả? Còn màu vàng vẫn là màu vàng quên tên chủ vườn quên tên luôn rồi. Rất là nhiều bông. Một khoan thấy không, bông nó đơm đầy hết trơn. Góc của nó nè. Xeo vàng ha. Ồ xeo vàng nó bông nhiều quá ha. Cái xeo này cũng cổ hả anh? Cái này cỡ nhiêu năm rồi? Mấy năm hả? Xeo vàng. Cái này có bán không hả? Để chơi. Để ba cái này để chơi hả? Để lấy nhánh này chơi. Có gì giống ra được không? Ừ, quá trời bông rồi nè. Nó này quanh năm không anh Thắng? Cái này bông quanh năm không? Quanh năm 30 ngày là bông. Dạ hả? Nó bông 30 ngày nó tàn cắt hả? Nó tàn tầm 10 ngày, 12 ngày nó tàn. Mình cắt hết thì 30 ngày sao bông? 30 ngày sao có bông tiếp. Còn cây này, hồng này hồng gì mà cái cánh nó nhuyễn quá nè. Cambuchan hả? Tên giống Campuchia quá vậy. Đâu còn cái nào đọc đọc lạ nữa không? Này là hồng gì? Hồng đó là blue. Blue hả? Blue, blue. Có giống này nè. Này hồng rủ. Hồng rủ hả? Ừ, hồng gốc của Mỹ. Của Mỹ. Nó tên là Red Cascader. Red Cascader. Ồ, cái tên nghe dữ quá vậy. Bông màu đỏ. Bông cái gì hả anh? Bông đỏ. Bông này phải không? Ừ, nó tàn nè. Em bên đây nè. Đâu? Mấy chùm nè. Đó. À, Red Cascader nó rủ xuống không vậy đó hả? Chứ nó không có thẳng lên. Không, hàng này trồng ban công mà. À, để trồng ban công. Cây này giờ có giá, chợ có giá không anh? Có. Giá nó cây đó khoảng nhiều, chậu đó. Cây 2,5 triệu. 2,5 triệu một chậu đó hả? Chậu là trồng bao lâu rồi nó mới tùm vậy? 3 năm mấy rồi đó hả? Nó giờ trồng nó cũng chiết hay sao anh? Chiết cành nè. Red Cascader hồng rủ. Dạ, yeah, mới ha. Đó, nguyên bộ rủ này. Dạ. Từng ra nó giống này giờ chắc ít người trồng á anh. Nhưng mà nó nhân giống dễ không? Sao ít. Dạ. Chậu này là giờ anh bán mấy triệu? 2,5 triệu một chậu. Chậu này trồng mấy năm rồi? 3 năm rồi. 3 năm rồi đó hả? Nhưng mà trồng là lâu dữ mới bán hả? Người ta mình nuôi mà. Mình nuôi hả? Anh nuôi đã anh ạ. Thông 3 mét rồi còn nữa, nhánh dài 3 mét rồi. Nhưng mà thường là mình trồng cỡ bao lâu mình bán được? Trời, bán. Mình không muốn bán thôi chứ mà lâu bán được. Vậy hả? 6 tháng là bán được. 6 tháng là bán được rồi đó hả? 6 tháng bán được khoảng nhiêu giá nhiêu? Trăm ngoài. À. Rủ.
Nè, nó lên nó sổ xuống luôn rồi, trong thân tự đâm ra luôn rồi. Nhưng mà sao bông nó cũng ít bông á ha. Nó tới mức là ra bông, tới mức ra bông. Dạ. Thấy nó không có ít bông. Nó không bông, nó vẫn đẹp. Nhưng trồng cây này nó săn hay cho cháu hay kỹ ha, nó gai quá gai. Hành thú hả? Này là hồng gì? Đó là for you hả? Cũng hồng ngoại luôn hả? Mỹ hả? Nhiều giống quá, không biết hết được. Vườn của anh là khoảng nhiêu giống? Mấy chục à. Cái này là hồng gì? Cái này là của Pháp. Pháp hả? Cam sữa, Lauren. Cam sữa, Lauren. 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 Còn này là giống khác nữa ha. Còn này là cam cổ. Pháp. Cam cổ. Cái này nó giống màu gạch tôm quá ha. À, cái màu đó là gạch tôm. Còn này. Còn này F2. Ồ. Đẹp quá. Tím mà chân vàng. Cái đó này nhìn giống cây bông gì đó. Bông đâu biết. Ở đây nè, nhìn lên cái chân của cái chân cánh hoa nó màu vàng đẹp lắm. Bông này màu đỏ nè. Nhìn thấu qua cái chân đẹp. Đẹp thiệt. Đẹp mà. Này của Pháp luôn anh. Này hả? Không phải. Của nước nào? Này của Anh Quốc. Anh Quốc hả? Nước ngoài không? Anh Quốc là của Đức gì đó. Chơi lâu rồi đó. Bông cái màu đó rất là lạ ha các bạn. Bông hồng mà cái màu đó mình tiếp. Đây hả? Đây nè các bạn. Có những cái bông hồng nhìn rất là lạ luôn. Nhìn là mình không nghĩ cái bông này là cái bông hồng luôn á. Nhìn nè. Bạn thấy không? Màu nó rất là ngộ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ nhấn like và nhấn đăng ký kênh để xem những video mới nhất của chúng tôi nhé.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ nhấn like và nhấn đăng ký kênh để xem những video mới nhất của chúng tôi nhé.